Chào mừng bạn đến với loạt bài hướng dẫn lập trình Java Spring căn bản. Như đã hứa với bạn thì trong cái nội dung này mình sẽ dành trọn thời lượng để hướng dẫn chi tiết các bạn làm thế nào để chúng ta có thể đọc ghi cái thông tin này. Đây, giả sử hai cái bảng đầu tiên này, chúng ta hai tab đầu này thì mình sẽ đọc ghi thông tin của nó ấy, trong cái dạng text chứ không phải là đọc ghi nhị phân nữa. Ở đây thì mình muốn nhấn mạnh cái ưu điểm của cái đọc ghi nhị phân đó là gì? Khi chúng ta viết một lần cái phương thức đấy thì chúng ta có thể áp dụng cho N class, chỉ cần truyền vào tên của cái list và tên của file tương ứng cần ghi cái list đó ra. Đấy, chỉ cần thế thôi là xong, chúng ta sẽ đọc ghi được bao nhiêu class tùy ý. Nhưng mà đối với cái kiểu đọc ghi kiểu text ấy, thì mỗi class ta phải viết riêng một cái cặp phương thức ghi và đọc. Trong đó thì ghi như thế nào chúng ta sẽ đọc ra như thế. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn, đó là chúng ta ghi vào ghi, tức là mỗi phần ghi thì chúng ta sẽ truyền cả danh sách vào để ghi lại mới hoàn toàn. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta đọc ra ấy, thì chúng ta cũng sẽ đọc ra và trả về hẳn một cái array list tương ứng của nó. Ok, và đây mình đã demo hướng dẫn các bạn. Ở đây thì mình mở ra các bạn xem này. Đối với sinh viên, đây là danh sách sinh viên này. Các bạn sẽ thấy là cái mã đầu tiên, đây, so sánh luôn thế này cho nó trực quan. Đây này, cái mã đầu tiên thì các bạn thấy ở đây đó là thằng Hùng, tên nó thế, mã là toàn số 0 số 1 ở đầu, cuối cùng là cũng thằng Hùng nhưng mà mã của nó là 10006. Ok, và khi mình thêm vào này, bây giờ mình sẽ thêm một thằng nữa, thằng này tên là Giang, địa chỉ ở Bắc Giang, lớp này mình không biết nó là lớp nào đâu, mình bịa ra. Ok rồi, bây giờ mình thêm vào này. Đấy, bây giờ mình sẽ mở cái file này ra các bạn xem này. Ồ, các thánh đang rất là hứng thú với môn bóng đá nhưng mình không có ở đây. Đây, cái thằng mình vừa thêm vào đây. Đấy, không phải là mình bịa ra nhé, mà mình chương trình nó thêm hộ mình. Mình chỉ nhập vào bảng thôi và nó ghi vào file. Ok, tương tự bên này này, mình sẽ thêm một cái thằng nữa, bài tập ví dụ như bài tập giống như kiểu đi là đi thực tập đi. Bài tập này sẽ là loại bài tập lớn, được khoảng 3 tháng ạ. Thì sẽ cho hồi 30 ngày ngắn. Rồi, bây giờ mình sẽ xem cái file của mình như nào. Rồi, ok. Vậy thì làm thế quái nào mà làm như này? Tức là khi mình tắt đi nhá. Sau đó mình chạy lại cái chương trình, cái nội dung trong file của mình. À đây, không phải cái file này bên này cơ. Nó vẫn hiển thị chính xác, lưu giữ chính xác. Đây, đấy. Ok. Cái nội dung của mình vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Vậy thì làm thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ vào cái nội dung ấy. Ở trong này thì mình sẽ viết riêng cái thông tin ở trong cái gọi là IO file, tức là thao tác đọc và ghi file. Mình sẽ xóa hết tất cả cái này đi. Ok. Rồi, đối với cái sinh viên này. Rồi, sinh viên thì vứt nốt đi. Này. Đấy. Rồi, bắt đầu từ đây. Bây giờ này, để mà ghi thông tin vào file nó chính xác thì các bạn phải để ý này này. Cái thông tin của mình là nó như thế nào? Ví dụ ở trong cái bảng này, mình có các thông tin của sinh viên như sau. Đầu tiên, sinh viên nó sẽ có tên, có mã, có địa chỉ, lớp. Và mình sẽ ghi thông tin theo thứ tự, đó là mã, tên, địa chỉ, lớp. Mỗi một thằng mình sẽ ghi theo một dòng như thế này này. Đây, ví dụ này. Đây. Mỗi một thông tin mình sẽ ghi trên một dòng, cho nên là mình phải đảm bảo là cái thông tin của mình phải đầy đủ cho từng đối tượng thì mình mới ghi vào file, nếu không thì quên cái chuyện ghi vào file đi. Ok, để làm gì? Tức là để đảm bảo cái tính an toàn trong quá trình đọc ra ấy, nó không bị lỗi. Thì các bạn phải bắt người dùng là nhập đầy đủ thông tin sau đó mới được ghi vào file, còn nếu không các bạn sẽ không nhất quyết là không chịu ghi vào file. Bây giờ sẽ đến với cái phương thức ghi. Ok, ghi sinh viên trước, ghi đi, ghi SV. Cái này mình sẽ chuyển vào một cái array list tên là sinh viên. Ok, list, đang gọi sinh viên. Rồi, ghi sinh viên, cái này là void. Array thì cái này thiếu một chữ R. Để ghi sinh viên thế nào, chúng ta sẽ sử dụng try quest, sử dụng cái try quest resource ấy.
tại sao lại cháy cái gì sao, bởi vì nó tự động đóng file chúng ta, không cần quan tâm cái việc đóng file. Ok, chỗ này đóng bằng ngoặc, cái này bạn sẽ ghi thông tin sử dụng cái print writer pw equal to new print writer, trong này là new cái file. Ok, file này chính là cái sinh viên thì là sv.dat. Rồi, trong này các bạn sẽ đó là sử dụng vòng for, duyệt từ đầu cho đến cuối cái danh sách sinh viên chúng ta. For sinh viên. Rồi, s list. Sau đó thì làm gì? pw chấm println. Đây, thì trong cái chỗ này các bạn sẽ là s chấm get id. Ok. Đối với id thì chúng ta ghi xong, copy lại, paste lại 3 lần nữa. Rồi. Tiếp theo là đến ID xong thì đến tên. Rồi. Sau tên thì là cái quái gì đây? Địa chỉ hay là số điện thoại ấy. Đúng rồi, địa chỉ. Cuối cùng là cái gì? À, là căn chuẩn cách nhưng không nhớ gì thôi. Lớp. Ok. Đúng theo thứ tự nha. Rồi, bởi dưới này thì chúng ta sẽ thông báo là một cái màn hình, đó là nếu như gặp cái trường hợp không có file thì chúng ta sẽ có an exception. Rồi, cái này tương tự là copy lại, đối với cái bài tập vệ chúng ta cũng làm tương tự như thế. Mà đây nó sẽ là không phải ghi sinh viên mà ghi bt. Array list ở đây đó là bài tập. Ok, bài tập nhóm sinh viên, biến hành bài tập nhóm. Rồi, cái ID, cái này là sẽ bỏ cái này đi. Rồi, biến kiểu bài tập và cuối cùng là tổng thời gian. Và chúng nhập tổng thời gian trước. Rồi, cái dưới đây. Đấy. Đây là đến cái việc đó là chúng ta sẽ tiến hành chỗ này phải hết sức lưu ý copy paste này. Sinh viên và bt.dat. Ok. Đối với cái đọc ra này chúng ta ghi như nào đọc ra tương tự như thế. Nhưng mà đấy tương tự là về vị trí đọc nhá. Public. Kiểu array list. Array list. Ok. Đọc. SV. Tạo ra một cái array list. Cái này là sinh viên. Rồi. List luôn. Equal to new array list sinh viên. Cuối cùng thì return cái list. Ở trên này thì chúng ta cũng try with resource, try tab. Tab ngược lại. Ở đây chúng ta sẽ cho một cái scanner vào đây. SC của new scanner. Trong này là enter pháp new file. File trong này là cái file có tên rồi đấy. File của nó là bt.dat. Trong đâu nhỉ? Cái này đang đọc sinh viên, dở thật. SV. Cẩn thận tí nó đọc nhầm file là nó hỏng hết thông tin. Ok, cái này là get exception thì ROT. Got an exception. Trong này thì chúng ta sẽ sử dụng vòng while. While cái gì? Chúng ta sẽ đọc cái thông tin ra và trả về một cái list, cho nên là chúng ta sẽ đọc từ đầu đến cuối file. Ok. Thì sc.hasNext mở ra tạo ra một cái object sinh viên s của chủ new sinh viên. Ok. Lúc này s.set đầu tiên là set id. Ở trên này chúng ta ghi đầu tiên là ghi ID, chúng ta đọc đầu tiên sẽ là đọc ID ra. Thì cái này sẽ là integer.parseIn sc. Chúng ta đọc ra là next line bởi vì chúng ta ghi từng dòng ra, chúng ta phải đọc vào từng dòng. Tiếp theo, tương tự thế thì s.set tên. Tên thì là sc.next line. Tiếp theo đến địa chỉ s.set. Địa chỉ thì sc.set. Next line. Tiếp cuối cùng s.set đó là lớp. Lớp thì là sc.next line.
Ok, đấy, như vậy là xong. Sau khi thế này thì chưa hẳn là xong, chỉ là đọc ra xong rồi. Bây giờ sẽ em vào list.app sinh viên. Đó, dưới cùng mới trả về. Cái việc đọc ra của cái bài tập thì nó cũng tương tự như thế này, Ctrl C, paste lại vào đây, đổi lại cái đọc sinh viên thành đọc BT. Ở chỗ này sinh viên thì đổi thành bài tập nhóm. Ok. New scanner, đây các bạn phải đổi lại cái này này. Cái này là BT. Ok. Chỗ này thì sinh viên đổi thành bài tập. Rồi, đầu tiên cũng là mã. Tên rồi đến kiểu S chấm kiểu, ok, kiểu thì là SC chấm next, à đâu, kiểu nó là đúng rồi, next này. Rồi cuối cùng là số ngày S đâu, tổng thời gian chứ, set tổng thời gian đây, set tổng thời gian thì là integer dot pass in SC dot next line. Rồi cái này là list bài tập và return đó. Bây giờ ở trong cái này, từ nào, ở trong cái này thì như thế này này, trong cái chỗ mà các bạn giả sử ở trong đó đây, khi các bạn thêm này thì sau khi thêm thì các bạn gọi đến cái phương thức đó là ghi sinh viên và truyền cái list sinh viên vào. Đối với trong cái bài tập ấy, sau khi các bạn ghi xong, thông tin ghi vào xong thì ghi thì cũng là truyền vào cái list bài tập, gọi đến cái phương thức ghi bài tập. Đối với cái việc đọc ra ấy, thì ở đây nó ở trên đầu này này, đây đọc ra thì các bạn chỉ list sinh viên bằng file chấm đọc sinh viên, list bài tập bằng file chấm đọc bài tập đấy. Thì lúc nữa mình chạy này thì thông tin của chúng ta nó sẽ đọc ra một cách bình thường. Đây, cái này là mình đã tạo sẵn rồi nên nó sẽ còn thông tin. Bây giờ mình sẽ thêm một cái thằng mới vào này đi. Tên bài tập là bài tập da da da. Bài tập này nhỏ làm trong 3 ngày. Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ xem cái list của mình nó như nào. Sinh viên bài tập đây. Đây. Cái bài tập mình vừa thêm vào đây, nó bé tí này đây. Ok. Như vậy thì mình vừa mới hướng dẫn các bạn thực hiện thao tác xong cái việc đó là và ghi cái thông tin của chúng ta, của từng object, từng class ra cái file tương ứng, sử dụng cái đọc ghi kiểu text. Ok. Và cái nội dung này thì mình sẽ gửi cho các bạn ở phía dưới phần miêu tả clip. Ok. Và các bạn sẽ xuống dưới đó và lấy về nha. Nó ở trong cái class IO file. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.